Vâng, xin chào các bác. Các bác vừa được nghe chất âm của cặp loa Kenwood K531S. Cặp này thì ở cái video trước em đã tháo ra cho các bác xem kỹ củ cốt bên trong rồi đấy ạ. Đây có thể được liệt vào dòng loa Buchsel chất lượng cao của Kenwood. Rất nhỏ gọn nhưng mà chất âm vô cùng sắc sảo. Cặp này sở hữu bát 11 cm, màng giấy viền cao su, tất cả zin đét các bác ạ, viền zin, check đôm mũi lụa côn 2,5 cm, cả loa bát và loa check đều là loại từ kép, côn tương đối to, côn bát khá là lớn đấy, không nhỏ đâu ạ. Cặp này thì em lấy chọn do vậy là về chất lượng thùng vách là còn rất tốt, từ đằng trước ra đằng sau kể cả ê căng cũng còn tương đối đẹp. Cặp này thì như bọn ở trong Sài Gòn chúng nó bán là 1,8 triệu, em thì bán rẻ hơn, em bán với giá 1,6 triệu. Nói thật là đây là một cặp loa vô cùng chất, nên là bác nào mà thực sự mà kết ấy, thì nên chốt nhanh đi ạ. À, bởi vì thứ nhất là những cái dòng này nó không có nhiều để mà mua với số lượng, bởi vì là đây là một cái cặp loa mini ở trong một cái bộ dàn mini Kenwood, dòng dàn cảm ứng rất cao cấp. Khi mà người ta có cả bộ combo không đời nào người ta tách loa ra bán đâu ạ, mà những cái bộ Ken như này về Việt Nam rất hiếm. Sở dĩ em có được cặp loa này là bởi vì là khi mà nó về Việt Nam thì nó bị thiếu đồ, nó chỉ về loa thôi và thớt dàn nó không về, thì em mới mới được sở hữu cái cặp loa này. Cái cặp này hậu rất sâu, hậu nó phải tầm 22 cm. Ở video trước em đã quay rất kỹ cho các bác xem rồi. Cặp này phân tần rất gấu, thùng vách tương đối đẹp, loa chắc chắn là phải trùng series rồi. Vâng, đây là thông số chi tiết. LSK 531S JVC Kenwood Corporation. Công suất max 40W, trở kháng 4 ohm. Đây là một sản phẩm hợp tác giữa JVC và Kenwood. Do vậy nó có một cái tên dài ngoẵng là vì vậy. Loa có lỗ thông hơi phía sau. Bác nào mua cặp này về lưu ý phải để cách tường ít nhất là 20 cm. Cặp này nếu như về về mà nếu mà có một cái chân đế mà đặt lên thì đẹp tuyệt đỉnh luôn đấy ạ. Đồ của Kenwood thi thoảng cũng có những cái thứ được chế tạo hết sức kỹ càng như thế này, rất xứng đáng để chơi. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu cặp này, xin liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại mà em để ở dưới chú thích video. Vâng, xin cảm ơn các bác đã dành thời gian cho video này.